chào các bác cô chú anh chị nhé. Chợ Vạn Phúc hôm nay cả Hà Nội mưa to, nhưng mà chưa thấy bị đuổi, chưa thấy bị công an đuổi vì đang rất là mưa, nhưng mà cây ít lắm, thì ra xem có cây gì cả. Thế nào, anh Dương này có cái gì nào? Đây à? Đây à, toàn khủng long ở trên này đúng không? Mặt sau lu hết, không nhìn rành. Nhìn rành. Bao tiền cái rình rành nhỉ? Con này 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi, đang có hoa này. Hoa, hoa quả đầy luôn. Đây này, 7 triệu rưỡi. Nhiều hoa, đây này. Đấy. Đấy. Mất mẹ, mất lão con kia con đáng làng, đôi lòng. Đôi lòng hơi khó nhìn nhỉ. Đây, đây. Đôi lòng đây xếp đằng sau của nhau đây. Rồi bao nhiêu tiền đôi? Đôi lòng là 15 triệu. 15 triệu, một đôi ấy. Hơi khó nhìn nhỉ, mà bê xuống thì óng nước thì chết. Là chợ Vi vừa đi vừa hát này. Chợ nó đuổi. Còn con lão nữa kia thì bao nhiêu có? Lão 5 triệu. 5 triệu một cây. Còn đáng làng thôi được, cứ bán trên xe này tốt. Đáng làng à, một lão một làng à? Một lão một làng. Làng 17 triệu. Làng 17 à? À. Chẳng nhìn được, chịu. Kia kìa con vật lá kìa, đúng không? Con vật lá ở trong. Ngoài này cũng là của mình đúng không? Đây. Đấy, con này thì phôi này thì bao nhiêu tiền? Phôi này thì bao nhiêu tiền? Con này 7 triệu rưỡi. Đấy. Rưỡi. Bấm cũng. Vâng vâng. 7 triệu rưỡi. Đây, cứ hỏi giá luôn thể đôi này. Đôi này 9 triệu. 9 triệu một đôi. 9 triệu một đôi. Một cây thì bao nhiêu? Cây 5 triệu. Bán một cây thì khó. Cây okay, khó. Phải mua cả đôi đúng không? Cây thì 6 triệu. 6 triệu một cây. À, bộ đôi. Đấy. Về để thêm xin. Tí nữa lấy cái số điện thoại ở xe kia nhỉ. Lấy cái xin đỏ tiết. Con kia đứng bệ. Gốc. Song sinh. Đây chất xi này nuôi hay này. Đi đỏ, rót luôn, tiếp luôn. Này cái quả giống cây ở nhà mình. Có quả. Đấy, cây này thì bao nhiêu tiền? Đấy, cây này báo giá là bao nhiêu tiền này? Con này 1 triệu 2. 1 triệu 2. Đấy. 1 triệu 2. Đỏ chót chót. Xinh sam đây. Sam là 4 triệu. Sam 4 triệu. Rất rẻ. Đây là xinh sam. Bự đấy. Già. Đấy. Đây, mình vừa bán rồi. À, bán rồi. Anh bán cho ai, bán không? Bán cho ai đây? Bán cho khách à, vẫn chưa mang về. Chưa mang về. Giả điên rồi à. Thế thì nó cúng quá. Đây nhỉ, số liên hệ đây nhỉ. Số liên hệ đây. 620 đây đúng không? Ừ. Số Bắc Dương hay là số Bắc nào đây? Số đấy là số của Bắc Dương hay số Bắc nào đấy? Bắc Dương. Quấn taxi là chuẩn. Đấy, giao dịch của đôi phi thành công rồi. À, vừa bán cho ông ấy ạ. Hôm nay bán được 4 cây rồi. À, là chuẩn. Mỗi bao tiền một cây đấy đấy? Đôi phi đấy 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi một cây. Đã đi ra đi 4 cây rồi. À đây, để coi kỹ cái phôi này, quên mất.
của ai đấy. Đấy, con này mà điền thì bao tiền nhỉ? Con này nó không đục đẽo gì. Sạch sẽ. Sạch sẽ, tự nhiên. Vừa bảo bao tiền quên sớm rồi. 7,5. 7,5. Nó giả đến 4 đồng rồi không bán. Sạch xe. Lướt qua đây tí. Rất sạch sẽ. Cả hai mặt đều sạch sẽ. Được đấy. Được đấy. Ông nào có vườn mà thả bỏ vẫn cho lên chậu nhưng mà thả ra ấy. Thì là nhanh. Nhanh. Ôi, được cành điền rồi. Để cho em xin. Cho xin cái về áp vào. À cắt luôn à. Ok đấy. Cây đẹp đấy. Cây đây. Con này nếu mà thành thì nó có phun bệnh dễ bằng cái đũa thì giá trị hơn con kia. Con này nó là cốt trực nhưng mà nó không được nét. Lấy cái ô chậu này này. Chậu giải quạt đấy, chậu giải quạt ngửa quạt bắn. Này có mỗi cây của anh Hùng thôi. Kia kìa hay. Bên dưới lại được, phải nuôi, bên dưới thì phải nuôi. Bên dưới thì phải nuôi. Phải đỗ dưới đéo được rồi à. Phải đỗ làm sao đặt đấy chạy ra này chạy còn cả. Ngồi nhảy lên mát là ngồi đi luôn được. Sao to quá đâu. Đông không? Vâng. Gặp sang gặp mấy anh em quen là bạn là con phôi chậm chậm hôm trước đây mình là ở bên Đông Phương bao nóng đây ờ bánh bao đây đợt này bị xanh ai bao nóng đây kết thúc đi làm thôi đi làm phải các bác mưa hết rồi hết chợ rồi quay dở cây này rồi quay kỹ thêm một tí phôi này hay này. Ba mừng đi mua gì đấy? À, hồi đi mua mấy cây để ba để cho mua giá này. Rồi. Đấy, giá đấy là giá rồi. Đây này lấy à, lấy cái bàn này. Đây này. Đây này. Đây này. Đây này. Bán rồi. Tôi chi đó. Tôi chi 8 triệu. Đấy.
luôn rồi. Để lại cái đầu phút này dài tí một chút thì tốt. Cắt hơi ngắn. Làm liệt đường rồi. Đi dậy được nữa. Mặt này bóc ra đi, bóc ra đi, lấy được cái phần này tùy nhưng mà không nên, không nên. Ok, thôi quay lại.